Mến chào tất ngũ quý khán thính giả thân thương, thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 27 tháng 2 năm 2023 do Emily và cụm sự thực hiện. Trở lại chương trình hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Đồng hồ ngày tận thế của Biden đang đến gần. Hạ viện vừa xóa mọi cuộc điều tra và minh oan cho Donald Trump, lập tức tống đạt hàng loạt trách điều tra Joe Biden và loạt quan chức và dân chủ. Fed báo động đỏ, tốc độ lạm phát tại Hoa Kỳ tăng nhanh gấp 3 lần so với tháng 12 năm 2022. Lực tẩy chiêu trò lừa dối dân chúng Hoa Kỳ của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử dự kỳ năm 2022 vừa qua. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Quý vị thân mến, bước qua đầu tháng 2, đảng Cộng hòa nắm thế đa số, kiểm soát tất cả các ủy ban của Hạ viện đã tưng bừng khai trương chiến dịch điều tra của Biden và chính quyền của cụ. Cả chục cuộc điều tra của Hạ viện về ông Trump các tổ chức, các phụ tá của ông lúc còn đương nhiệm đã buộc phải đóng lại. Quan trọng nhất là một ủy ban của tiểu bang gần sách dưới thời Nancy Pelosi nặng nặc đòi coi giấy thuế của ông Trump. Cuối cùng họ cũng được thỏa mãn, rình rang công bố cho thiên hạ, để rồi âm thầm giải tán ủy ban này. Bởi vì cả ngàn trang giấy khai thuế được ồn ào tung ra, để rồi cả nước thấy ông Trump và cả tổ chức Trump Organization chẳng phạm một tội gì hết, chẳng ai buộc được tội gì, chẳng có chuyện gì xảy ra chẳng có chuyện Tổng thống Trump khai gian thuế hay là trốn thuế bị vô đi bóc lịch gì sao. Họ thất vọng e ê Bây giờ gió đổi chiều. Trong khi các ủy ban điều tra về Tổng thống Trump đóng cửa tiệm, thì hàng loạt ủy ban điều tra về Biden bắt đầu làm việc. Ngay trong tuần lễ đầu tháng 2, ủy ban giám sát chính quyền đã ra trác đòi cả loạt hồ sơ từ cậu ấm Hunter Biden liên quan đến các giao dịch kinh doanh của cậu với Ukraine và nhất là Trung Quốc cậu Hunter đang bận rộn gom góp một nhóm luật sư cao siêu và đắt tiền nhất, chuẩn bị bào chữa cho cha con cậu. Trong khi đó, các quan chức trong Bộ An ninh Nội địa cũng như trong Ủy ban đặc nhiệm chống Covid đã được lệnh chuẩn bị tài liệu ra điều trần trước Hạ viện. Bộ An ninh Nội địa bị điều tra vì khủng hoảng biên giới khi để cho 5 triệu di dân đã tràn vào Mỹ và mất dấu họ trong 2 năm qua. Ủy ban chống Covid cũng đang bị lôi ra điều trần để giải thích việc các biện pháp chống dịch hoàn toàn bất nhất, thay đổi như trong giống, trong khi việc điều tra xuất xứ của vi khuẩn Covid có vẻ như không nghiêm chỉnh, làm cho có, trong khi sẵn sàng giúp Trung Quốc giấu nhiệm nhiều dữ kiện quan trọng. Việc tiêu xài cả tỷ tiền cứu trợ Covid cùng với việc trung tâm CDC của bác sĩ Anthony Fauci đã hợp tác và tài trợ trung tâm nghiên cứu vi khuẩn Vũ Hán như thế nào, cũng sẽ bị soi kính hiện vi trong những ngày tháng sắp tới. Đồng thời cũng có tin rằng, Hạ viện đã yêu cầu Bộ Quốc phòng chuẩn bị hồ sơ ra điều trần về việc tháo chạy hỗn loạn khỏi Afghanistan, với hơn một tá quân nhân Mỹ chết dở trót, trong khi cả ngàn dân Afghanistan có quốc tịch Mỹ hay là hợp tác với quân lực Mỹ đã bị bỏ lại để bị quân phá kích Taliban hành hạ hay giết chết. Phe Dân Chủ đã khô khoáng âm ý, cho rằng đây chỉ là chuyện trả thù phe phái, điều tra vô ích và tốn tiền thuế của dân. Thật là quái lạ, khi phe dân nắm quyền mở ra cả tá điều tra thì không ai thấy ai nói đến chuyện trả thù phe phái hay là tốn tiền thuế của dân hết. Cũng trong bản tin liên quan đó, phe dân chủ vẫn thất vọng ê e chề sau khi một quan tòa Georgia công bố một phần kết quả điều tra về vụ bầu cử bất thường trong tiểu bang Georgia trong kỳ bầu cử tổng thống vừa qua. Đại bồi thẩm đoàn Georgia điều tra về vụ thư kiện tổng thống Trump can thiệp để tìm cách xoay chuyển kết quả bầu cử tổng thống, đã kết luận không thấy tổng thống Trump phạm tội gì hay là một số nhân chứng có thể bị truy tố vì khai không đúng sự thật. Tin không cho biết rõ những ai sẽ bị truy tố và khai mang chuyện gì. Trước khi tin này được loan báo, phe Dân Chủ đã hí hưởng hy vọng đại bồi thẩm đoàn sẽ truy tố tổng thống Trump về một tội nào đó, nhưng đã thất vọng hoàn toàn. Từ ngày ông Trump bắt đầu chạy đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2016, đã có không ai đếm hết bao nhiêu vụ lùng rác thư kiện ông. Thế nhưng cho đến nay, chưa thấy ông Trump bị kết án bất cứ tội gì hay là bất cứ lần nào. Phép báo động đỏ, tốc độ lạm phát tại Hoa Kỳ tăng nhanh gấp 3 lần so với tháng 12 năm 2022. Thưa quý vị, theo lời của một nhà phân tích thị trường, lạm phát trong tháng 1 năm 2023 đã tăng nhanh và cao hơn dự kiến tới gấp 3 lần so với tốc độ được ghi nhận trong tháng trước đó cho thấy cuộc chiến của Cục Dự trữ Liên bang nhằm dập tắt áp lực giá cả sẽ là lâu dài và gập gần. Theo công bố của Cục Phân tích Kinh tế BEA vào ngày 24 tháng 2, trong tháng 1, giá cả đã tăng 0,6% so với tháng trước đó, như tính theo thước đo chi tiêu tiêu dùng cá nhân. Tốc độ lạm phát đó cao gấp 3 lần so với tỷ lệ 0,2% của tháng trước đó và cao hơn ước tính của Forward là 0,5%. Tính theo hàng năm, lạm phát hồi tháng 1 ở mức 5,4%, nhanh hơn tốc độ 5,3% của một tháng trước đó và cao hơn nhiều so với dự báo của thị trường là 4,9%. Đồng thời, các chỉ số lạm phát PCE loại bỏ các nhóm hàng hóa dễ biến động như lương thực và năng lượng, được gọi là thước đo cốt lõi, cũng tăng nhanh. Tốc độ theo tháng là 0,6% trong tháng 1, nhanh hơn tốc độ 0,4% của tháng 12 năm 2022. Các nhà phân tích phố Wall đã kêu gọi giảm thước đo quốc loại này ở mức dưới 0,4%. Theo kỳ hạn hàng năm, lạm phát cơ bản trong tháng 1 đạt 4,7%, tăng so với mức 4,6% của tháng trước và cao hơn ước tính đồng thuận là 4,3%. Chỉ số lạm phát căn bản hàng năm là chỉ số mà Cục Dự trữ Liên bang đặc biệt chú ý khi hiệu chỉnh chính sách tiền tệ và lãi suất. Ở mức 4,7%, con số này vượt xa mục tiêu 2% của Fed. Phản ứng của nhà đầu tư đối với tin tức này là ngay tức thì, khiến ba loại cổ phiếu chính của Fowler giảm trung bình hơn 1% trong các giao dịch kỳ hạn. Các chuyên gia đã giống lên hồi chuông báo động rằng, làm phát nóng có nghĩa là Fed có thể sẽ tiếp tục lộ trình tăng lãi suất mạnh mẽ do áp lực giá cả vẫn ở mức cao. Ông Katie Chon, chiến lược gia trưởng về thu nhập cố định tại Trung tâm Nghiên cứu Tài chính Schwab, cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội rằng, con đường giảm lạm phát có thể sẽ dài và gập ghềnh. Với lạm phát cốt lõi có vẻ dài dẳng và tỷ lệ lạm phát toàn phần đi sai hướng, đây là cảnh báo đối với nền kinh tế, sinh kế và thị trường. Ông Jason Furman, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế dưới thời cựu Tổng thống Obama cho biết, số liệu này cho thấy nền kinh tế quá nóng và rất ít có tiến triển nào về vấn đề lạm phát đã được thực hiện. Các chuỗi cung ứng đã phục hồi được cho là sẽ làm giảm lạm phát, nhưng chúng đã không làm được như vậy. Một trong những câu thần chú của chiến dịch lạm phát nhất thời, bao gồm của nhiều thành viên của chính phủ Biden và Fed, là lạm phát chỉ mang tính nhất thời và chủ yếu là do các trục trặc của chuỗi cung ứng gây ra, và khi những điều này được giải quyết ổn thỏa thì áp lực về giá sẽ giảm bớt. Trong khi dữ liệu gần đây từ chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI mới nhất cho thấy tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng đã có dấu hiệu giảm bớt, thì báo cáo cũng đã lại cho thấy áp lực lạm phát đang gia tăng. Dữ liệu PMI cho thấy, giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ đã tăng trong tháng 2 với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 10 năm ngoái. Mặc dù việc giảm giá thuê nhà xuất hiện trong dữ liệu có độ trễ sẽ giúp giảm tốc độ lạm phát trong tương lai, ông Ferman lập luận rằng vẫn có những lực đẩy lạm phát theo hướng cao hơn, bao gồm cả việc tiếp tục thắt chặt thị trường lao động. Ông viết, mức lạm phát 6% có khả năng xảy ra nhiều hơn so với mức 2%, đồng thời kêu gọi tăng mạnh lãi suất 50 điểm căn bản tại cuộc họp chính sách sắp tới của Fed và lãi suất cuối cùng vào khoảng 6%. Trong tuyên bố gần đây, các quan chức Fed đã báo hiệu rằng lãi suất sẽ tăng cao tới khoảng 5,5%. Hiện tại, lãi suất quỹ của Fed nằm trong phạm vi mục tiêu là 4,5% đến 4,75% chúng tôi sẽ tìm xem mức tăng trên 5% là bao nhiêu. Điều đó sẽ phụ thuộc vào nền kinh tế phát triển như thế nào trong thời gian qua. Nhưng tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta phải ở mức trên 5% một chút và giữ ở đó trong một thời gian để lạm phát có xu hướng giảm bền vững xuống 2%. Bà Meister đã gây chú ý trên các trang tin tức gần đây khi tiết lộ sự thật rằng bà nằm trong một nhóm nhỏ các quan chức Fed đã tranh luận về việc tăng lãi suất thêm hơn 50 điểm căn bản tại cuộc họp chính sách gần đây nhất, kết thúc bằng một cuộc bỏ phiếu tăng lãi suất ở mức khiêm tốn là 25 điểm căn bản. Lật tẩy chiêu trò lừa dối dân chúng Hoa Kỳ của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử dự kỳ năm 2022 vừa qua Thưa quý vị, vào hôm rạng sáng ngày 25 tháng 2 vừa qua, tân thượng nghị sĩ của Pennsylvania là ông John Festerman đã vào viện khẩn cấp lần thứ hai sau khi vừa ở bệnh viện về được 2 ngày. Lần này, ông Festerman sẽ nằm viện lâu dài. Trường hợp ông này khá tiểu biểu, cũng là bằng chứng nhãn tiền cho thấy các trò mánh mung bầu bán của đảng Dân Chủ trong năm 2022 vừa qua. Ông Festerman trước khi ra tranh cử thượng nghị sĩ đã bị tai biến mạch máu não. Lên tranh luận trên TV đã u ớ nhiều lần, chứng tỏ sức khỏe có vấn đề lớn. Tuy nhiên vì nhu cầu chiếm ghế trong thượng viện, cả chính khách Dân Chủ, từ Biden tới Obama và Pelosi đều nhất tề đi vận động cho ông, khẳng định sức khỏe của ông rất tốt từ tinh thần cho tới thể xác. Bây giờ một tháng rưỡi sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông Festerman đã vào viện hai lần và lần này sẽ phải điều trị lâu dài. Chưa ai biết tình trạng ông trầm trọng như thế nào vì tất cả bị giữ kín chỉ xì ra vài tin tổng quát. Chắc chắn rằng ông không đủ sức khỏe để đảm đương chức vụ của mình. Vậy thì ai đang đứng đằng sau ông ấy? Đó là một câu hỏi lớn. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do Emily và Cộng sự thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của Emily xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất